Tập 19. Bà này, Văn Văn bỏ đi theo người đàn ông đó thật hay sao? Bà đi vào nghỉ ngơi trước đi. Hai người đàn ông chúng tôi nói chuyện một chút. Chuyện hôm nay con làm độ này là chưa nắm chắc đâu, con biết không? Vốn dĩ là 53 độ là có thể giải quyết được vấn đề rồi, bỗng chốc con đung lên thành 100 độ luôn thì đâu có được. Bà nghe nói Cao Tường đó tốt nghiệp trường Harvard đó, con có biết hay không? Khuôn mặt cũng không xấu hơn con, học vấn còn cao hơn con. Văn Văn cũng quen cậu ấy trước khi quen con. Tại sao lại không lấy Cao Tường mà lấy con? Không phải chỉ cảm thấy con là người thấu tình đạt lý, tính tình ôn hòa, giữa vợ chồng với nhau đừng có so đo. Con nói xem, con mới làm vậy, con đã đưa Văn Văn lên một chỗ cao, Văn Văn còn xuống được nữa hay không? Xuống thì được thôi, con cũng phải cho nó một cái thang. Nếu con không đưa thang, nó sẽ phải đứng mãi ở trên cao đó. Nó đứng đó cũng được thôi, nhưng mà con biết Cao Tường bây giờ đang đứng cạnh nó. Lúc Văn Văn đi, túi con không thèm đeo, trong túi không có một xu. Làm thế nào đây? Nó phải ăn cũng phải ngủ. Ngủ ngoài đường hay sao? Ngủ ngoài lề đường hả? Bây giờ đáng lẽ con phải ở bên nó, nhưng mà con lại ở đây nói chuyện với ba. Bên cạnh nó đang có một Cao Cường. Phụ nữ chỉ sợ thất vọng thôi. Hễ thất vọng là sẽ đau lòng, hễ đau lòng là sẽ thấy cô đơn, hễ cô đơn là sẽ thấy lẻ loi. Mà hễ lẻ loi sẽ làm chuyện dại dột đó con. Phụ nữ mà làm chuyện ngốc nghếch rồi thì chuyện gì cũng làm ra được, không cần biết hậu quả đâu. Bà nói con nghe, ông nói gì với con trai thế? Những lời đó người ba như ông cũng nói ra được hay sao vậy? Tôi mới chỉ dùng một kế thôi mà. Kế gì? Kế thứ 30 trong 36 kế, nơm nớp lo sợ. Xin chào, số mấy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Anh chàng đẹp trai, ăn mì nào. Đói rồi đúng không? Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tôi nói anh chứ, sao có phải ở đây? Trong nhà có giường mà. Nếu anh ngại thì như này đi. Hay là anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa. Hoặc là anh ngủ ở sofa, tôi ngủ trên giường đều được. Chỗ này lạnh lắm. Không sao, tôi ngủ lều quen rồi. Mà này, anh chậm sao gì thế? Nhưng mà, nhưng mà hợp với tôi lắm đó. Anh có hộ khẩu Bắc Kinh không? Tôi sinh ra ở Đài Loan, lớn lên ở Anh, sau đó sang Mỹ học đại học. Học xong đại học thì đi du lịch vòng quanh thế giới. Hai năm trước tham gia công tác dạy học cho những đứa trẻ thất học ở Nam Mỹ.
Anh là người Đài Loan hả? Vậy chúng ta là đồng hương rồi, đúng không? Người đồng hương, anh nói một năm 365 ngày, ngày nào anh cũng du hành khắp thế giới, một mình anh không thấy buồn hay sao? Tôi thấy một người giống như tôi là bạn của anh ở bên anh, hai chúng ta làm đoạn đồng hành tốt biết mấy. Còn có người chăm sóc cho anh nữa, anh nói xem. Tôi nói anh nghe, tôi chịu khổ giỏi lắm, nhiều nhất một tuần thì tôi chỉ tiêu hết có 10 đồng. Tôi tiêu 10 đồng thôi, thật đó, tiết kiệm cho anh lắm. Còn có một tin vui nữa là hai chúng ta có duyên lắm nha. Tôi đã thử xem tên của hai chúng ta rồi, chữ cao trong cao tường, còn cả quyên trong đồng quyên, đều là 10 nét. Chữ tường của anh và chữ đồng của tôi đều là 12 nét. Anh nói xem, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đúng không? Có phải là rất có duyên hay không? Chị Quyên à, xin lỗi nha, tôi gửi tin WeChat cái đã. Vân Vân, dù có thế nào, anh vẫn mong có thể nói rõ ràng với em. Sáng ngày mai anh đã hẹn mấy người đại cát gặp bạn ở Thanh Niên Hối. Sáng sớm ngày mai anh sẽ xuất phát ở chỗ nhà của chị em. Nếu như em chịu bằng lòng thì đến nói chuyện rõ ràng với anh đi. Tường Tử, tôi nói là hai chúng ta xứng đôi, anh gửi tin vui chết cho Văn Văn nào đó. Đến giờ uống thuốc rồi. Đi về nghỉ ngơi một chút đi, cả đêm không ngủ rồi. Con về tôi gọi bà. Làm gì mà ngủ được? Ông xem trời sáng rồi, hai đứa này sao vẫn chưa về thế? Tiểu Kỳ đó. Alo, thế nào rồi? Vẫn chưa về. Văn Văn không ở cùng con hay sao? Con không thể tìm được cô ấy, điện thoại cũng không nghe. Con mau đi hỏi Cao Tường xem, Cao Tường chẳng phải đang ở nhà chị con hay sao? Xong rồi thì gọi điện cho ba nha. Con biết rồi ba. Chào buổi sáng. Có chuyện này em vẫn muốn nói cho anh biết. Có lẽ để em nói chuyện này với anh sẽ hơi tàn nhẫn, nhưng mà em cảm thấy chúng ta đều có quyền được biết sự thật. Tối qua em gọi điện Đại Cát Đại Lợi và cả Phát Lộc Phát Tài nữa. Họ nói với em, thực ra chúng ta trước đây, anh nói đến lời hẹn ước 2 năm, thực ra chỉ là một trò đùa. Cái gì? Hôm đó anh uống say, sau đó họ bảo anh đứng lên đối diện cái cửa. Anh tưởng trong cánh cửa đó có em, thực ra hôm đó em đã đi từ lâu rồi. Sau đó những lời anh nói với cánh cửa đó, bao gồm cả lời hẹn ước 2 năm, thực ra em không hề hay biết gì hết. Nhưng mà dù có thế nào, vì do em đã gây nên những hiểu lầm cho anh, còn cả những nỗi đau, sự chờ đợi, cho nên em muốn nói lời xin lỗi với anh. Tại sao bọn họ có thể làm như vậy chứ? Thì ra 2 năm qua anh là bị lừa bởi trò đùa đó của em. Nếu như vậy, vậy là anh đã gây ra hiểu lầm lớn cho nhà của em. Anh thật sự xin lỗi em. Không không, bên phía em không sao hết. Chồng của em, Tiểu Kỳ, anh ấy vẫn rất tin tưởng em. Em không sao đâu, cho dù là hiểu lầm cũng được. Có câu này anh vẫn muốn hỏi em. Lý Văn Vũ trong lòng của anh
vẫn luôn là người tự do hướng về phía trước. Bây giờ lại sống cuộc sống củi gạo mắm muối, đầu tắt mặt tối. Thật sự đó là cuộc sống của em muốn hay sao? Có thể trước đây em mong muốn một cuộc sống tự do tự tại, không bị gò bó. Nhưng mà sau khi gặp được Đồng Tiểu Kỳ, cả con người của em đã thay đổi rồi. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến, có một bà mẹ chồng thú chị đáng yêu như vậy, rồi một ông chồng quan tâm tới em, yêu em, em lại càng cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy sự bó buộc đó cũng rất hạnh phúc. Em cũng hy vọng rằng anh cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hoặc là một ngày nào đó anh đưa theo chị dâu cùng đến tìm em. Em có thể gọi theo Tiểu Kỳ, rồi chúng ta cùng đi du lịch. Có lẽ như vậy. Thấy em hạnh phúc, anh cũng mừng thay cho em. Nhưng anh vẫn phải lên đường thôi. À đúng rồi, đại cát đại lợi đó, rồi cả, tóm lại là cả đám người họ đều đang đợi anh ở bến xe. Họ vì muốn bù đắp cho trò đùa ác ý đó, họ đã mua vé đi Nepal cho anh rồi đó. Còn cả mọi thứ trong hành trình đều do họ phụ trách. Anh biết rồi. Vậy anh thực sự phải lên đường rồi. Cho dù anh có đi đến nơi nào, anh đều sẽ chúc phúc cho em và Tiểu Kỳ. Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Cao Tường. Em cảm ơn anh đã từng yêu em. Em sẽ luôn giữ tình cảm của anh dành cho em ở trong tim. Em chúc anh hạnh phúc. Anh cũng chúc em hạnh phúc. Tạm biệt. Tạm biệt. Chị Dân Dân, sao em lại đến đây chứ? Sao chị lại đổi phong cách rồi? Sao mặc cả cây bò thế này? Không phải chị muốn đi cùng Cao Tường cho nên đã đặc biệt phối bộ này đó. Có đẹp không? Đẹp lắm. Tôi muốn nói với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Không cần phải nói. Những chuyện đã qua tôi không muốn biết nữa. Tôi cũng không có hứng. Tôi tin tưởng vào Dân Dân. Tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi. Bây giờ tôi lo lắng nhất là sự an toàn của cô ấy thôi. Nếu anh biết cô ấy ở đâu, anh có thể nói tôi biết. Cô ấy đang ở trong nhà của chị anh đó. Cảm ơn. Bây giờ chị đã trang bị vũ trang hết rồi. Sổ hộ khẩu, chứng minh thư đem hết rồi. Làm cái hộ chiếu là chị cùng với Tường Tử bay thôi. Bay? Bay đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm tình yêu của bọn chị chứ đi đâu? Cao Tường đi rồi. Anh ta đi rồi sao? Tường Tử. Ơ kìa. Tường Tử đâu? Em trai, chị phải đuổi theo hạnh phúc của mình đi. Hẹn gặp lại em.
Bây giờ anh thật sự không tìm được chuyện nào quan trọng hơn chuyện giải cứu vợ của anh hết. Em có tìm được không? Không tìm được. Vậy là xong rồi. Lý Văn Vũ chính là nữ thần Bush của anh. Lý Văn Vũ là ai chứ? Là vợ của Đồng Tiểu Kỳ. Vân Vân, em nhất định phải tin anh. Em phải tin vào tình yêu của chúng ta. Sẽ không vì chuyện nhỏ mà xảy ra vấn đề đâu. Anh cũng sẽ tin tưởng em. Có gì mà đáng tiếc chứ? Cơ hội việc làm nhiều lắm. Chồng chỉ có một mà thôi. Vợ à, em đã đi đâu vậy? Có bị đói không? Bên ngoài có lạnh không chứ? Bị cảm rồi hả? Xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Chuyện này là em không tốt. Để anh và người nhà lo lắng. Là em chưa xử lý tốt. Đừng nói gì dội hết. Để anh ôm em một cái nào. Vợ à, em biết không, mười mấy tiếng anh không gặp được em, đối với anh như mười mấy năm vậy. Em không sai chút nào hết. Lỗi sai là ở anh. Thật đó. Em sai rồi mà. Em để anh phải lo lắng cho em. Nghe anh nói. Lúc Cao Tường nói những điều đó ở nhà, anh thừa nhận anh đã không lý trí. Anh quên là anh phải tin tưởng em. Nếu ban đầu giữ em lại, nói rõ mọi chuyện thì sẽ không đến mức như vậy đúng không? Trong thời gian anh đi tìm em, anh đã ngẫm ra rất nhiều chuyện. Em xem, một Cao Tường có thể nói đưa em đi đến bất cứ đâu, ngóc ngách nào trên thế giới. Không sao. Nhưng mà anh là chồng của em, anh lại không đưa em đi đâu hết. Chỉ có thể để cho em ở nhà chịu ấm ức. Em không ấm ức mà. Anh biết em sẽ nói em không chịu ấm ức. Nhưng mà em có ấm ức hay không, trong lòng của anh rõ hết. Có thể bây giờ chúng ta không có tiền, chúng ta có thể thuê nhà ở riêng. Dù có thế nào, anh nhất định sẽ cho em một thế giới thuộc về anh và thuộc về em. Có được không? Chúng ta không thể ra ngoài thuê được đâu. Bây giờ chuyện thành ra như vậy rồi, trong lòng của mẹ đã rất không bằng lòng. Nếu chúng ta ra ngoài thuê nhà, anh là con trai cưng của mẹ. Vợ ơi, nghe anh nói đi. Đêm nào mẹ cũng sẽ mất ngủ đó. Nghe anh nói. Anh biết. Thời gian trước đây, chúng ta vẫn luôn cố gắng điều chỉnh mối quan hệ giữa em và mẹ, đúng hay không? Chúng ta đã cố gắng bằng mọi cách, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy. Thế nên anh nghĩ chúng ta đổi một cách sống khác, liệu có tốt hơn hay không? Cho nên em hãy nghe anh. Chúng ta ở bên nhau, ra ngoài thuê nhà được không? Vợ à, từ ngày chúng ta quen nhau cho đến nay, chuyện hôm nay là mâu thuẫn lớn nhất mà chúng ta gặp phải. Hơn nữa anh tin những ngày tháng sau này, có thể chúng ta còn gặp khó khăn hơn nữa, những chuyện khác nữa. Nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh. Sau này anh nhất định sẽ tin tưởng em. Anh sẽ đặt hai con tim chúng ta cạnh nhau, để đối diện với mọi khó khăn, mọi vấn đề. Hai chúng ta hãy giống như đôi tình nhân vui vẻ, sống hết nửa đời còn lại được không? Tương lai sẽ còn một nhà ba người, một nhà bốn người. Cả nhà chúng ta sống bên nhau, cứ sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, bên nhau cả đời được không? Em muốn nói vài điều với anh. Anh nghe đi. Em xin lỗi chồng. Em rất yêu anh. Anh cảm tưởng như một chiếc máy, cũng muốn nói với em câu này.
anh xin lỗi vợ. Anh yêu vợ nhiều lắm. Không sao, không sao. Làm tôi giật mình à? Điện thoại của con trai bà. Con trai, bà còn chưa ấn nữa. Con trai à? Con trai cái gì bà? Cô tìm thấy Văn Văn chưa? Hai đứa có về không đấy? Mẹ đừng có lo lắng. Con và Văn Văn đi làm luôn rồi, nên không về nhà nữa. Tối nay nấu mấy món ngon cho chúng con đi. Yên tâm đi. Vậy con cúp máy đây, con trai. Người ta ngắt rồi, tôi còn nghe thấy mà. Ngắt rồi mà còn con trai gì nữa? Tôi còn chưa nói xong mà. Con đã lớn rồi, chuyện gì cũng tự mình giải quyết được. Người già chúng ta có thể bớt lo lắng không? Bà nói xem. Lo cũng lo không hết mà. Nào, tôi xoa bóp thêm cho bà nha. Bớt thêm một cái nữa. Ông làm tôi sợ quá đi. Bà rơi xuống đất rồi. Tôi xuống dưới đó. Nước. Nước. Bà xem. Nước, nước đây. Các cụ đã nói rồi, dục tốc bất đạt. Con biết thanh niên tại sao cứ mắc phải sai lầm mãi hay không? Vì chỉ biết tiến không biết lùi đó. Lại càng không biết đi đường vòng nữa. Có rất nhiều chuyện con phải học cách đánh du kích. Không thể cứ thẳng thắn quá được. Nhất là với người như mẹ của con. Ba, con đã đánh du kích 20 mấy năm rồi. Lần này thật sự không được rồi. Con phải đánh du kích. Đừng có đợi mẹ nữa. Mau ăn thôi. Cái gì vậy? Nào ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm đi. Cái đó. Văn Văn, em vô phòng trước đi. Lát nữa ăn xong em còn rửa bát nữa. Làm gì vậy? Vào phòng làm gì? Nào Văn Văn, con có chút chuyện, em vào phòng trước đi. Chuyện gì chứ? Cô để cho Văn Văn cơm xong đã rồi nói được không? Chồng nói chuyện với mẹ đi nhé. Không được thì thôi, anh biết rồi. Ba mẹ, con vào phòng trước đây. Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ. Không đúng, là nói với mẹ. Con định ra ngoài ở. Ra ngoài ở cái gì? Đi đâu ở? Ra ngoài ở sao? Con định sẽ thuê nhà ở riêng với Văn Văn. Là ý của ai vậy? Của con. Văn Văn. Con. Tại sao vậy? Đồng nghiệp ở công ty đùa với con, nói con là cậu ấm trong nhà. Lớn đầu thế rồi còn sống ở nhà nữa. Sống kiểu cơm bón tận miệng, quần áo đưa tận tay. Nên con muốn thử một lần. Mặc dù chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà con thấy con cũng nên ra ngoài sống riêng với Văn Văn. Xem chúng con có thể tự chăm sóc bản thân được hay không. Ông đừng có ăn nữa được không? Không nghe thấy hay sao? Hai đứa nó muốn ra ngoài ở riêng kìa. Cậu thuê nhà nữa, thuê gì chứ? Bên ngoài khác ở nhà nhiều lắm. 20 mấy năm, con sống ở nhà cũng tốt lắm mà. Cái gì mà cơm bón tận miệng, quần áo tận tay? Ba mẹ làm được bao nhiêu thì cứ làm thôi. Sao vậy? Mẹ, con đã quyết định rồi. Con đi làm đi. Con trai, con, mẹ không đồng ý. Văn Văn, con trai, Văn Văn, đi làm thôi. Ông nói xem tại sao vậy hả? Hai đứa trẻ sao phải ra ngoài ở chứ? Ông có biết hay không? Tôi không biết đâu. Thời gian qua tôi cũng đâu có đối xử tệ với Văn Văn. Phải, đúng không? Tôi không làm gì quá đáng chứ. Không, ngày nào cũng ở nhà, cũng chỉ giặt quần áo, dọn phòng nấu cơm. Có lúc tôi còn giúp nó nữa. Đáng lý ra nó phải rất hài lòng với bà mẹ chồng như tôi. Tại sao lại dọn ra ở riêng? Đúng đó, tại sao lại ở riêng chứ? Tôi cũng thật không hiểu nổi.
Còn cả người đàn ông xăm mình đó nữa. Ông nói xem, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nói là bạn trai cũ của nó cũng được, hay là nói người ta một lòng chung tình theo đuổi con bé cũng được. Tóm lại là vẫn đem rắc rối đến nhà của chúng ta. Người làm mẹ chồng như tôi cũng đâu có nói gì. Đâu có nói gì. Nhưng mà sao nó phải dọn ra ở riêng? Đúng đó, tại sao phải dọn ra ở riêng? Tôi đâu có biết. Tôi là đang phân tích với ông mà. Tôi nói cho ông nghe, dù hai đứa nó, đứa nào nghĩ ra ý này, tôi chắc chắn không đồng ý. Ý của tôi là bà là người làm mẹ, bà lấy thân phận của kẻ yếu khi ở trước mặt của con trai bà, biết chưa? Dù bà có nói gì đi nữa, bà cũng không thể lúc nào cũng chỉ đập bàn. Bà như này không được. Nó lớn rồi, không còn như hồi còn nhỏ nữa. Bà dọa nó là nó tè ra quần. Bây giờ bà càng dọa nó vô ích thôi. Cho nên bà phải đóng vai kẻ yếu, đóng vai một người mẹ. Bà phải khiến cho nó đồng tình với bà. Đầu tiên là phải đồng tình, biết chưa? Con à, mẹ không dễ dàng gì. Thứ gì lợi hại nhất trên thế giới này chính là nước mắt của người mẹ đó, khiến cho nó phải rung động vì tình cảm, hiểu về đạo lý. Em coi, em thấy căn nhà này được không? Cửa sổ sát đất, ban công rộng, cũng đủ ánh sáng nữa. Mẹ của anh vẫn đang giận ở bên phòng bên cạnh đó. Liệu chúng ta làm vậy có được không? Giận thì giận, giận mới tốt. Có cái để mà rút ra, ít nhất cũng không để dồn nén trong lòng. Số điện thoại liên lạc là số này, 158. Em cũng muốn được sống riêng với anh lắm, nhưng làm vậy là quá ích kỷ rồi anh à. Nếu thái độ của mẹ anh rất kiên quyết, chúng ta thôi vậy, đừng tìm nữa. Xem vợ của anh tốt chưa kìa. Đã như vậy rồi vẫn nghĩ thay cho cô giáo viên. Thì đó là mẹ của anh. Mẹ, không phải là muốn dọn ra ở riêng hay sao? Mẹ nghĩ kỹ chuyện này rồi. Được. Bởi vì con cũng lớn rồi. Nếu mẹ cứ quản lý chuyện lớn chuyện bé của con như thế, con cũng không có lợi gì. Con đâu có thích. Mẹ, như thế này là mẹ còn chưa nói rõ hay sao? Mẹ, tóm lại khi chúng con dọn đi, chúng con cũng phải thường xuyên về nhà. Chúng con còn phải ăn cơm ké mẹ nữa. Con không thể nói là về thăm mẹ con được hay sao? Còn ăn cơm ké gì nữa? Thì tiện về thăm luôn. Không đúng là tiện về thăm mẹ thì ăn cơm ké sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Nhưng mà tìm nhà là chuyện lớn. Chuyện này mẹ phải lo thay con. Mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Cơm tối mẹ sẽ nấu. Lão Đồng à, ông làm gì ở đấy đấy? Ông làm gì vậy? Qua bẩn hết rồi, phải rửa cái này chứ. Bụi đầy ra đây này, bà xem. Tôi nói chuyện với hai đứa nó rồi. Nói tới mức cảm động chưa? Bà đã cạn nước mắt hay là nhạt nhòa quá rồi? Chưa. Tôi đã nói với bà rồi, nhất định phải làm như vậy hay sao? Không khóc nổi. Hơn nữa, tôi thấy chuyện này không cần phải khóc. Khóc gì chứ? Chuyện này tôi đã nói rõ ràng với con trai rồi. Trong lòng của tôi đã có dự tính. Bước tiếp theo tôi nên làm gì? Tôi cũng biết. Ông đừng có ở đây can dự vào là được. Làm lỡ việc lớn của tôi. Ôm lại kiến thức nào, sao cơ? Tôi đã nói gì với bà? Lạc mềm buộc chặt. Mẹ của anh là con khỉ. Thôi nghe nhé. Em mắng mẹ, anh đi mách mẹ đấy. Em đang nói là mẹ của anh dùng binh pháp tôn tử. Binh pháp tôn tử gì chứ? Em xem này. Đó rằng mẹ của anh đã dùng kế lạc mềm buộc chặt trong 36 kế. Lạc mềm buộc chặt. Đúng. Em xem,
Vừa nãy khi mẹ anh bước vào, em có thấy đằng đằng sát khí hay không? Rất lạnh lùng đó. Tuy rất giỏi che giấu nhưng vẫn có thể ngửi được thái độ tự dưng quay ngoắt 180 độ, rất kỳ lạ. Kỳ lạ lắm luôn đó. Khuôn mặt chỉ mỗi một nụ cười mỉm để lại một câu: mẹ sẽ lo chuyện nhà cửa thay cho các con. Là có ý gì đây? Như vậy đi, chúng ta đừng có nghĩ về vấn đề phức tạp đến như vậy chứ. Đơn giản một chút thôi. Em nói xem, thái độ của anh đã kiên quyết đến vậy, liệu có phải vì mẹ của anh đã bị khuất phục trước sự uy hiếp của anh hay không? Có khả năng này không? Không được. Lỡ như mẹ của anh chỉ là thăm dò, tối nay em không nấu cơm tối thì em chết chắc rồi. Em phải vào bếp đây, đừng quay lại đây. Anh nghĩ kế sách tốt nhất của chúng ta hiện giờ là án binh bất động. Nếu như mẹ của anh là thăm dò thì nhất định bà sẽ đi bước tiếp theo. Đến bây giờ vẫn sống yên biển lặng, cho nên anh nghĩ chúng ta nên lấy bất biến để đối phó với dạng biến. Thế nào? Địch không nhúc nhích, em không nhúc nhích. Địch muốn nhúc nhích, em vẫn không được nhúc nhích. Nếu như địch nhúc nhích, cái là hành động lớn, chúng ta không chống lại được thì sao? Đùa hả? Vì cuộc sống mới hạnh phúc của chúng ta, anh thà rằng hy sinh trên chiến trường, anh cũng không bao giờ từ bỏ. Kiên quyết không đầu hàng, đầy máu, cố lên. Thái độ quyết định tất cả. Cố lên. Thuê nhà thì được thôi. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Có ba cái không? Vậy con đi lấy giấy bút ghi lại đi. Không cần. Thứ nhất, thuê nhà không được cách nhà 3 km. À, cái gì mà à? Hai con có từng nghĩ đến chưa? Lỡ như thuê xa quá, con nói xem, các con đi làm rồi tan làm gì? Ngày 3 bữa cơm, nhất định là bữa tối ai sẽ nấu cho các con ăn? Ở gần nhà một chút đi. Hàng ngày mẹ nấu cơm xong rồi các con về ăn, ăn xong rồi mới đi ngủ. Thứ hai, sau khi thuê nhà rồi, dọn ra rồi, trước đây nộp cho nhà bao nhiêu tiền thì vẫn nộp bấy nhiêu tiền, nhất là tiền sinh hoạt phí, không được thiếu một đồng. Mẹ, mỗi tháng chúng con đã phải thuê nhà hết mấy nghìn tệ, bây giờ còn phải nộp tiền sinh hoạt thì chúng con thì sao nào? Vậy hai con dọn ra ngoài, phòng thì cứ để trống đó, mẹ có cho đi thuê lại được không? Có biến thành tiền được hay không? Mẹ đã nói với con bao lần rồi, con đưa cho mẹ bao nhiêu tiền mẹ đều giữ giùm con hết. Mục đích là để cho các con tiết kiệm một chút, đừng có tiêu linh tinh gì bên ngoài hết, vung tay quá tráng. Còn thứ ba là nhà các con thuê không được thuê chung, bởi vì nếu thuê chung thì không an toàn, hơn nữa cũng không vệ sinh. Chỉ có ba điều đó thôi. Hai con có đồng ý hay không? Con không có ý kiến gì hết. Vậy thì tốt. Vậy khi nào đi xem nhà? Ngày mai. Ngày mai mẹ cùng đi xem nhà với các con. Vậy đi. Thế nào, chạy cả một ngày vẫn chưa chọn được căn nào thích hợp hay sao? Hỏi hai đứa nó đi. Tiểu Kỳ, 9 căn. Đi xem 9 căn rồi, chân sắp gãy luôn rồi. Nhưng mà mẹ của con, chỗ này không được, chỗ kia không được, chỉ biết nói không được thôi. Dù có nói thế nào, ngoài căn nhà của chúng ta ra, mẹ không ưng ý căn nào hết. Con trai, con nói câu này, mẹ đã từng tuổi này rồi, từ sáng đến tối đi lo tầng trên tầng dưới, chạy đông chạy tây, quá ra là mẹ đều mệt một cách vô ích thôi sao? Thuê nhà vốn dĩ là chuyện không dễ dàng gì hết, rất phiền phức. Con cũng phải hỏi cho rõ chứ. Nhà cửa, điện nước, ga, còn cả dịch vụ bảo vệ đều phải hỏi hết chứ, bao gồm cả chất sơn có hại cho sức khỏe hay không. Sau này giàu ở rồi, hàng xóm là những người như thế nào, con còn phải tìm hiểu rõ hay sao? Không tìm hiểu kỹ con dám chọn giàu ở hay không? Cái thằng bé này nghĩ đơn giản quá rồi. Mẹ của con nói đúng đó. Con về phòng đi. Đi đâu đấy? Ba mẹ, con cũng về phòng nha.
Mau mau, hôm nay tôi mệt chết đi được. Hai chân vừa đau vừa sưng. Ông xoa bóp cho tôi đi. Hôm nay chúng tôi đã chạy bao nhiêu nơi. Có một căn ở tầng 6, không có thang máy, khó lên lắm. Lúc xuống, suýt nữa làm tôi ngã dở đầu. Bà như thế này là tự làm khổ cho chính mình rồi. Không phải vì tôi muốn chúng sớm từ bỏ ý định dọn đi hay sao? Tôi nói bà nghe, theo như vừa nãy tôi quan sát, tôi thấy Tiểu Kỳ có vẻ phát hiện ra rồi đó. Bà còn phá đám đó. Nếu nó mà phản kháng lại bà sẽ phải chịu khổ. Mau đổi cái sách của bà đi. Vậy thì ông nói xem phải làm sao? Cứ mặc kệ nó đi. Bà nghĩ xem, từ nhỏ nó đã cơm đến miệng, quần áo đến tận tay rồi. Bà bảo chúng nó tự dọn ra sống, nó mới biết là tốt. Alo, khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ đến. Sẽ đến cửa hàng các anh. Gặp luôn ở cổng khu nhà nhé. Được. Làm gì vậy anh? Sao vậy? Trật cổ rồi. Nói anh quay đầu lại. Quay đầu lại 3 lần. Bị trật rồi chứ gì? Cô giáo viên hôm nay lạ thật đấy. Lại không bám theo. Đúng đó. Em phát hiện ra em với mẹ của anh không thể nói lý luận được. Phải đánh trận thật mới được. Lúc đó bảo chúng ta sinh con, cứ bắt phải luyện tập, chạy cùng em mấy vòng. Sau nào nằm xuống cái là phải ngừng luôn. Vợ à, sau này chúng ta không phải sống cuộc sống như vậy nữa. Như canh bổ này, anh vẫn phải đến chỗ của cô viên uống đó. Anh đi đi. Em mắng anh đấy hay sao? Anh mắng người, còn nói canh bổ nữa. Được rồi, qua đây. Anh xem, kết cấu này. Anh xem tủ quần áo nữa nè. Anh xem ánh sáng khi chiếu vào đi, lãng mạn biết bao. Trước đây nó được nối thông, sau đó bọn họ ngăn ra. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, anh ở đây không sao hết. Đây chính là nhà vệ sinh. Nào nhìn sang đây. Cửa sổ sát đất, dưới đó là sân thi đấu. Buổi tối ăn cơm xong đi tản bộ. Cửa hàng tiện lợi, gọi cuộc điện thoại, mấy giây là đưa hàng đến rồi. Rất tuyệt vời. Đợi đã, chúng tôi không cần căn hộ to như vậy. Anh chị có ý gì chứ? Tôi muốn hỏi là căn hộ như thế một tháng thuê là bao nhiêu tiền? Rẻ lắm, 5.000 tệ thôi. Vậy là vượt quá dự tính của chúng tôi rồi. Đúng, ban đầu tôi đã nói với anh chị rồi, ngân sách của chúng tôi không nhiều như vậy đâu. Anh à, với một chút ngân sách như anh, phải nhà có thang máy, còn phải nằm ở đường Trần Đại Ba, còn phải có nội thất. Chủ yếu chúng tôi chỉ có 2 người, không cần sống ở căn nhà to như vậy. Hơn nữa chỗ này nhiều hành lang quá, sáng ngủ dậy dễ bị đi lạc lắm. Hay là 2 người đi xem căn khác đi. Lại mất công đi nữa rồi. Không đơn giản như ban đầu chúng ta nghĩ đâu. Ban đầu anh đã nghĩ hai chúng ta giống như nước trong chai vậy. Mẹ lại giống như nắp chai. Nắp chai không mở thì sao nước có thể rót ra được? Nhưng mà nắp chai này mở ra rồi, mẹ không can dự vào chuyện của chúng ta nữa, sao nước vẫn không thể chảy ra được? Lại khó tìm nhà thế này. Rốt cuộc anh đang nói gì? Em nghe chẳng hiểu gì hết. Anh cũng lú lẫn rồi hả? Ngày mai lại đến thứ hai rồi, không có thời gian đi tìm nhà nữa đâu. Không sao, chỉ cần mấy hôm nay chúng ta được nghỉ thì chúng ta sẽ đi xem nhà tiếp. Em cứ yên tâm đi, anh tin rằng chúng ta nhất định sẽ tìm được một căn nhà mới với giá thành tốt nhất. Nếu mà vẫn không được thì chúng ta hãy tìm xa hơn một chút. Về phòng thôi. Thế nào, không nằm ngoài dữ liệu của tôi chứ? Gặp khó rồi. Tôi đã nói rồi mà, chúng vừa đi làm vừa đi xem nhà mệt mỏi lắm.
Khi chúng biết khó rồi sẽ phải dừng tay thôi. Nhưng mà tôi thấy kế lạc mềm buộc chặt này có sơ hở gì đó. Lỡ như một ngày nào đó có căn nhà tốt rơi xuống cho chúng thuê thì sao đây? Không nghe vừa nãy nó nói muốn tìm chỗ xa hơn hay sao? Không phải bà đã quy định cho chúng rồi hay sao? Không được cách nhà 3 cây số. Tóm lại không được để chúng toại nguyện được.